Chính phủ Israel ngày 18 tháng 2 đã thông qua một tuyên bố với nội dung phản đối các mệnh lệnh quốc tế về thúc đẩy thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Tuyên bố của chính phủ Israel nêu rõ, nước này cực lực phản đối các quyết định quốc tế đơn phương liên quan đến giải pháp lâu dài giữa Israel và Palestine. Theo đó, bất kỳ giải pháp nào được tiến tới cũng phải là kết quả của quá trình đàm phán song phương giữa Israel và Palestine chứ không phải từ các mệnh lệnh quốc tế. Tuyên bố của chính phủ Israel được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin nói rằng chính quyền Mỹ và một số đối tác Ả Rập đang chuẩn bị một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Israel và Palestine, trong đó bao gồm một lộ trình thời gian chắc chắn cho việc thành lập nhà nước Palestine độc lập. Liên quan đến các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt chiến sự tại giải Gaza, Liên minh châu Phi, AU hôm qua hồi thúc Israel hưởng ứng lời kêu gọi quốc tế về thực thi một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza, đồng thời tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế về ngăn chặn các hành động diệt chủng tại Gaza. Tuyên bố chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh AU kéo dài từ 14 đến 18 tháng 2 tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, cũng kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về cáo buộc Israel sử dụng vũ khí bị quốc tế cấm trong chiến dịch tấn công vào Gaza cùng các hành vi vi phạm luật nhân quyền quốc tế khác tại vùng đất này. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo châu Phi mạnh mẽ lên án việc một số quốc gia phương Tây ủng hộ Israel tiến hành chiến dịch tấn công vào Gaza khiến hàng chục nghìn dân thường Palestine thương vong. Tuyên bố của Palestine được đưa ra sau khi chính phủ Israel nhất trí bác bỏ mọi sự công nhận đơn phương của các quốc gia khác đối với nhà nước Palestine. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Chính quyền Palestine, PA, Nabin Abu Rudene ngày 18 tháng 2 ra tuyên bố nhấn mạnh một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột Hamas-Israel và đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ Israel nhất trí bác bỏ mọi sự công nhận đơn phương của các quốc gia khác đối với nhà nước Palestine. Ông Abu Rudene cảnh báo về những thách thức khác và nguy hiểm trước mắt, khẳng định lập trường của Palestine kiên quyết phản đối quan điểm của Israel, cũng như thái độ mà phía Palestine cho là đầy mâu thuẫn của Mỹ. Bên cạnh đó, người phát ngôn văn phòng Tổng thống PA cũng hối thúc cộng đồng Ả Rập và quốc tế triển khai thêm nhiều hành động để ngăn chặn cuộc xâm lược và chiến tranh, đồng thời tuyên bố những đợt tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào người dân Palestine và những địa điểm tôn giáo của họ ở Gaza, bờ Tây và Đông Jerusalem sẽ không mang lại an ninh và ổn định cho bất cứ bên nào. Một trong những diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Na Uy cũng cho biết Oslo đã đồng ý hỗ trợ chuyển các khoản thu nhập từ thuế bị phong tỏa cho PA. Phía Israel được ủy quyền thu hộ những khoản tiền này cho PA. Bộ ngoại giao Na Uy nhấn mạnh, kế hoạch tạm thời này sẽ đóng vai trò thiết yếu nhằm ngăn chặn chính quyền Palestine khỏi sụp đổ trên phương diện tài chính. Lực lượng Hamas tiếp tục đưa ra yêu cầu ngừng bắn mới tại giải Gaza, nhưng chính phủ Israel ngay lập tức bác bỏ. Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Gaza, cách biệt về quan điểm giữa Hamas và Israel khiến chiến sự ở Gaza vẫn chưa có hồi kết. Phát biểu trước báo giới hôm qua, 17 tháng 2, người đứng đầu phong trào hồi giáo Hamas ông Ismail Haniye đã tái khẳng định yêu cầu của lực lượng này về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại giải Gaza. Trong tuyên bố, ông Haniye nhấn mạnh các yêu cầu của Hamas, bao gồm chấm dứt giao tranh, lực lượng chiếm đóng rút khỏi giải Gaza, gỡ bỏ phong tỏa, đồng thời những người phải di tản được cung cấp nơi trú ẩn an toàn. Ông điều rõ những người sơ tán khỏi khu vực phía bắc Gaza phải được trở về nhà, Đồng thời, các tù nhân Hamas bị phạt tù dài hạn tại Israel phải được trả tự do. Đáp lại tuyên bố của lực lượng Hamas phát biểu với báo giới hôm qua, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh, một thỏa thuận ngoại giao rộng rãi hơn với người Palestine chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Israel sẽ không nhượng bộ trước các mệnh lệnh quốc tế liên quan đến thỏa thuận thành lập nhà nước với người Palestine. Thủ tướng Israel cũng cho biết, ông đã cử các nhà đàm phán đến Cairo, Ai Cập theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng đàm phán không thể diễn ra vì yêu cầu của lực lượng Hamas là ảo tưởng. Đàm phán đòi hỏi phải có lập trường vững chắc. Tôi phải nhấn mạnh rằng cho đến thời điểm này những yêu cầu của Hamas chỉ là ảo tưởng. Họ muốn đánh bại Israel. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không đồng ý. Chỉ khi Hamas bỏ đi những yêu cầu ảo tưởng này, các bên mới có thể tiến về phía trước. Tuyên bố của Israel và lực lượng Hamas cho thấy quan điểm của các bên vẫn còn khác xa nhau. Và việc hai bên có thể ngồi lại tiếp tục đàm phán trong một lệnh ngừng bắn lâu dài và khả thi sẽ đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cộng đồng quốc tế và cả từ hai phía. Điều này đã được thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, một trong những quốc gia thúc đẩy đàm phán giữa Israel và lực lượng Hamas, nhấn mạnh tại một phiên họp của hội nghị An ninh Munich đang diễn ra ở Đức. Thời gian vẫn chưa có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ tốt về đàm phán trong vài tuần qua và chúng tôi đang cố gắng đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa mấy tiến triển như mong đợi và tôi tin rằng vẫn còn những khác biệt lớn giữa các bên. Trong tuần qua, Qatar, Ai Cập, Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao tại thủ đô Cairo của Ai Cập về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Cuộc đàm phán lần này cũng như các lần trước đây, tập trung vào hai khía cạnh gồm tình hình nhân đạo ở Gaza và vấn đề trao trả con tin. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn về khía cạnh nhân đạo trong các cuộc đàm phán này và chỉ khi nút thắt này được tháo gỡ thì vấn đề thả con tin mới được giải quyết. Theo số liệu chính thức của Israel, hiện có khoảng 130 con tin của nước này đang bị Hamas giam giữ ở Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ hôm 7 tháng 10 năm 2023. Trước đó, đã có hàng chục con tin trong số 250 con tin bị bắt trong cuộc tấn công được trả tự do để đổi lấy tự do cho các tù nhân Palestine khi hai bên tiến hành ngừng bắn trong một tuần hồi tháng 11 năm 2023. Cũng theo số liệu của nhà chức trách Israel, khoảng 120 người đã thiệt mạng tại Israel trong các cuộc xung đột với Hamas. Trong khi đó, Cơ quan y tế Hamas cho biết, các cuộc tấn công của Israel tại Gaza đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 28.858 người. Phát biểu trước các chỉ huy quân đội ngày 18 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết 200 chiến binh Hamas đã đầu hàng tại bệnh viện Nasser thuộc Khan Yunis và hàng chục chiến binh khác cũng đã đầu hàng tại bệnh viện Alma. Điều này cho thấy Hamas đã mất hết nhuệ khí chiến đấu. Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ban lãnh đạo Hamas ở Gaza dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Yehia Anshinwa đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Hiện Hamas chỉ điều hành lực lượng vũ trang ở trung tâm giải Gaza và ở Rafah, thị trấn biên giới phía nam với Ai Cập. Phát biểu của bộ trưởng Quốc phòng Galan được đưa ra khi ông gặp chỉ huy các đơn vị chiến đấu ở giải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel đã giao tranh với Hamas ở thành phố Khan Yuni phía nam Gaza trong vài tuần và đang chuẩn bị chiến dịch ở Rafah, bất chấp lo ngại của quốc tế về thương vong hàng loạt cho dân thường vì hàng chục nghìn người đang trú ẩn ở đó.